Hello anh em nha. Hello mọi người, nha thông cảm nha, mệt quá ngủ quên mất anh em. Ngủ quên mất mệt quá. Hôm qua nói chia sẻ cho anh em tiếp tục về Sparky loại Valio và Vision. Hôm nay ngủ quên mất mọi người, 21 giờ mệt. Cay hết mắt. Ngủ quên mất hơn 1 tiếng anh em. Thông cảm chút ngủ mới này, nằm mới dậy mới rửa cái mặt chút là livestream chia sẻ với mọi người. Vì mình xin chào em trai. Hello mọi người. Mệt quá. Bây giờ cập nhật những cái bản mới để ngày mai trả máy cho mọi người. Ok, tối nay mình sẽ review cho cả nhà kết nối Smartoon và Motosiken. Và ngày mai mình sẽ trả cho anh em những thiết bị máy Motosiken, ngày mai mình sẽ cập nhật mới để anh em có thể hiệu chỉnh được AF, tăng đập nhạc hòa khí và nhạc hòa khí. Đúng không ạ? Đây, hôm nay mình sẽ kết nối, ngày mai mình sẽ trả cho anh em cái bản. Bây giờ mình đang cập nhật nốt Smartoon. Và con Smartoon này có anh em chốt giá 12 6 triệu 200. Rồi anh em đã cọc lên đường. Rồi, ngày mai mình gửi hàng luôn nha. Rồi, đấy, ngày mai mình sẽ viết phiếu bảo hành cho mọi người. Rồi, Motocan ngày mai mình sẽ cập nhật lên cho cả nhà cả Motobox. Rồi, anh em này ủng hộ con can và con bốc cũ nha. Rồi, tiếp tục Smartoon bản R. Mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em lên mới tiếp. Smartoon thì nó có rất nhiều bản NSTF 2.0, 2H và 2R. Smartoon nó có 2, 4, 6, 7 bản. Bản cao nhất là R. Nó có đánh cái dấu ở đây. Đây quý vị thấy không? Bản này bản thiếu, bản thiếu, bản thiếu, bản thiếu. Thì chúng ta sử dụng những cái bản này thì chúng ta thêm một chút xíu làm cái bản R luôn, là cái bản cao cấp. Ok em trai. Đây, mình đã cập nhật lên update lên 9.9.5 nha. Ngày 9 tháng 12. Và Motocan, Motobox thì anh em đã đặt cọc rồi. Thì ngày mai mình sẽ gửi anh em những quý tài liệu và đồng thời sẽ cập nhật lên cho anh em bản mới để cho chúng ta hiệu chỉnh ở tỷ lệ hòa khí AF đậm và nhạc như những cái dòng mà xe gì, những cái dòng xe Winner, A Black. Đúng không ạ? Thêm một chút xíu xăng, bù thêm cho một chút xíu. Ngô Văn Đạt xin chào anh trai nha. Rồi hẹn mọi người đêm 26 nha. Đêm 26, hôm nay 22 rồi đúng không ạ? 26. Đêm 24, ngày 24 em sẽ đưa mọi người vào trong nhóm nha. Tiếp tục trả máy cho mọi người. Ngày mai sẽ trả 4 con nha. Can mới và bốc. Và cặp can cũ bây giờ nó cực kỳ là rẻ. Anh em nào mua thì nó cực là rẻ. Hiện tại nó sẽ hiệu chỉnh được AF. Mô can táp ở đầy đủ cho mọi người. Sáng mai em dậy uống cà phê sớm, em sẽ cập nhật cho mọi người và đồng thời sẽ trả máy cho mọi người nha. Motocan cập nhật mới là ngày 20 tháng 12 2021, để chúng ta hiệu chỉnh AF. Can thì phải có bốc nha mọi người. Can thì phải có bốc thì chúng ta mới hiệu chỉnh được. Rồi, Smartoon này bản 5R. Đây. Rồi, máy mới 9.9 5R ngày 9 tháng 12 2021. Con này được mang ký hiệu 167 3 số 5. May mắn cho anh em vào ngày mai. 3 số 5, số khá là đẹp đúng không ạ? 167 3 số 5. Đó. Ok. Đấy, bản này là sẽ là bản cao nhất. Rất cực kỳ là đơn giản. Đấy, chúng ta những phút cuối rồi, tôi sẽ làm tranh thủ cho mọi người cập nhật máy và một lời cho mọi người.
Ok, anh em vào đi, mình sẽ ok play cho mọi người. Chờ mình chút xíu nha mọi người. Làm thêm một phần con nữa cho nó xong rồi ta. Ngày mai mình trả máy. Để ngày đêm 26 chúng ta gặp nhau. Nha, đêm 26 chúng ta gặp nhau. Em cập nhật một chút xíu. Thì quay lại trả lời với mọi người, có rất nhiều anh em hỏi ở những cái bản nào off được smart key, những cái bản nào off được IMO khóa bảo mật smart key. Thứ nhất là chúng ta không cần phải hỏi mệt, máy nào làm được tự nhiên chúng ta sẽ vào off chức năng IMO off smart key, chúng ta sẽ làm được, không cần phải hỏi. Thì đương nhiên những cái bản cao thì anh em mới làm được rồi. Nhiều anh em cái bản là gì, bản S và bản N thì rất nhiều anh em nhắn tin mà cứ hỏi Tuấn ơi, cái bản N bản S là những cái bản rẻ tiền 8 triệu rưỡi 9 triệu 8 có off được chức năng smart key không và có off được IMO không, thì cái đó không làm được. Và nhiều lúc các anh có thể là sử dụng làm không được, nó thoát ra nó bảo phiên bản này cần cập nhật, thì chúng ta biết cái máy của chúng ta nó đang là ở trạng thái thấp. Chúng ta không cần phải hỏi, không cần bất kỳ một cái điều gì tư vấn cả. Nếu chúng ta off được chức năng đó, chúng ta phải là những cái bản gì, bản F, bản R, đó, cái bản H, nó có rất nhiều bản. Thì bản H thì chúng ta hãy làm luôn cái bản R. Những con xe mở tua cũng vậy. Có rất nhiều máy không thể nào mở được những con tua đó, bởi vì sao? Những cục IC nó được khóa ở bên trong, nên chúng ta chưa có mở được. Như kiểu lít SCR đời đầu có tùy theo mã. A và lắc đời đầu được mang ký hiệu V21 không mở được, 941 là lít chống điện không mở được. Đấy, và những cái cục mà những cái dòng xe điện từ 25, 26 là các bạn sẽ mở không được. Dù bất kỳ là các bạn nào, bởi vì những con chip chủ MCU nó đang được khóa, nên chưa có cái máy nào nó remap được. 2017 tới 21, ok. Làm được thì nó thoát ra, không làm được thì thôi. Cái quan trọng chúng ta cứ nhìn cái thông tin của máy. Thông tin của máy là bây giờ là gì? Tất cả là 5. Đúng không ạ? Được cập nhật ngày 9 tháng 12 hết tất cả máy. 5N, 5S, 5T, 5H, 5F, 5R hết. Tất cả chúng ta đang sử dụng những cái bản đó mà chúng ta làm không được, coi như IC đang bị khóa. Bởi vì nó là cái bản cao nhất hiện tại. Đúng không ạ? 9.9.5 là nó cứ 5. Ê, anh em hàng năm rồi. Và được cập nhật update từ xa ngày 9 tháng 12 của 2021. Bản R là bản cao nhất anh. Đó. Nếu chúng ta làm không được là ok, là những cái này là cái bản này nó bị khóa, không cần phải lăn tăn gì nhiều. Đỡ đau đầu. Hỏi thì cũng chẳng được cái gì. Thì thay vì chúng ta thực hành luôn, cắm vào con xe không được thôi. À, đây, nhớ kiểm tra cái phiên bản như thế này. Phiên bản thì chúng ta sẽ nhìn ở đây. À, và đặc biệt sẽ nhìn vào trong máy. Đây. Phiên bản của quý vị nhỏ nhất là 8 triệu rưỡi, tiết kiệm là 2N. Tại sao nó sẽ lên là 2S? Bởi vì cái bản này làm được full key. Tất cả nó đều như nhau. À, chức năng chẩn đoán tất cả đều như nhau, ABS vân vân. Nhưng cái bản này tiết kiệm, anh em nào không làm key sử dụng cái bản này. Còn anh em nào muốn sử dụng bản key nữa thì chúng ta thêm 1,3 triệu, 8,5 triệu, thêm 1,3 triệu, 9,8 triệu. Bản 2T để chúng ta làm gì, tua được đồng hồ Oreo. À, nó lại thêm 2 triệu. Đấy là 11,8. Rồi cái bản F này nó lại là 15,8. Nó mở tua được nhiều cục IC của Kenhin. À, còn để từ đây xuống đây nó mở như nhau. 2,13, 2,14, 2,15 chấm hết. Cuối 2,15 là no shit nha. Nó hơn được cái là mở tua những cái dòng xe gì, Kenhin. À, Phil
Sonic Winner vân vân. Đây, lên cái này chút xíu nữa, nó bị bản thiếu, lên một chút xíu nữa và tiếp tục nó sẽ là bản cao. Nếu quý vị đang ở cái bản 2S thì chúng ta có thể lên 2R luôn. À, không thêm bao nhiêu tiền cả, làm luôn cho dễ tính. 2R. Là bây giờ đúng ra là cái bản là nó sẽ là 5R. Rồi đây. Tất cả anh em nào chưa cập nhật, anh em nào có nhu cầu nâng cấp, nếu tất cả máy của anh em vào cái thông tin Smart Tool. Nhiều anh em có lúc thật sự vào cái bên phản của mình để chúng ta coi, chúng ta cũng không biết là vào chỗ nào cả. Thì chúng ta hãy chọn vào cái cuối cùng là Smart Tool. Bấm cái từ Enter. Chúng ta hãy nhìn ở đây. Nó là 5N, 5S, 5T, 5F, 5H hay là 5R cao nhất. Và bạn xem cái bản up date là update là ngày 9 tháng 12 chưa? Nếu tất cả anh em chưa được update thì vui lòng liên hệ với Tỷ Tuấn để được cập nhật. Còn vào mở tua op imo op smart key và op không được thì các bạn chúng ta thiếu 2N thì làm sao mà op được, 2S thì làm sao mà op được, nó phải lên F hoặc R. Còn chúng ta remap mở tua không được thì những cục IC đó chưa được hỗ trợ. Đây, máy ăn 4F ok ăn. Chúng ta sẽ nhìn cái đây. Chúng ta phải cập nhật ngày 9 tháng 12. Còn anh em nào có nhu cầu lên 5R thì vui lòng liên hệ với Địch Tuấn để được nâng cấp. Cực kỳ là dễ. Nếu tất cả các bảng của chúng ta là 5, không quan trọng là R hay là không, 5. Update 9 tháng 12 làm không được nữa rồi. Off emo, off key không được thì thôi. Còn những cái bảng này mà remap bảng cao nhất không được thì IC đang bị khóa. Ok chưa? Rồi hôm nay có thắc mắc gì thì hỏi. Bởi vì hôm nay mình làm những con này nó rất là mệt anh em ạ. Hoa hết mắt, hôm nay làm mấy cái đồng hồ một đống IC này nó khá là mệt. IC này ở bên Thái nha anh em, ở bên Lào nha. Đấy, nó khá là phê. Bởi vì anh em làm nghề chúng ta lắp sai này, chập tụ luôn. Anh em nhìn thấy có tụ này phồng không? Đây, chúng ta nhìn thấy tụ nó phồng tụ này. Này, nó phồng tụ này. Chập iốt bảo vệ này, cháy cầu chì này. Này, chan đánh lửa này, nó nổ lên luôn. Cầu dây rất phê nha mọi người, đây nó nổ lên luôn, nó nổ tóc. 8 con IC này. Đấy, nên hôm nay không thể nào livestream kịp cho quý vị được. Rất mong anh em thông cảm một chút xíu. 2, 4, 5, 6, 7. Còn một con ngoài kia là ok rồi đấy. Thấy chưa? Đây này. Rất phê. Ngồi nạy ra này. Tụ nó nổ như đom đóm, nó chập tụ hết. Rất phê. Cái này ở bên Thái, ở bên Lào gần Thái nha anh em. Những cái má này ở Honda mình không có đâu. Thì mấy anh em ở bên Lào đã gọi cho mình mổ một phát hết. Nhiều cục IC khá là mới này, những cục IC này khá là mới này. K03, H01 này, thấy không? Chết đột tử hết. Đó. Nó hơi bị mờ mắt. Và bây giờ mình sẽ kết nối cho anh em Motosiken và Smart Tool nó nhận diện nhau như thế nào. Đây. Mình làm xong mình còn chạy thử nha các bạn. Đó, thay tụ này. Con iốt bảo vệ này mình chưa thay này. F và R chân nhau 3 triệu ăn. F nó sẽ là 15.8 và R là 18.8. Ok này thấy không? Đó, mình sẽ sửa làm 8 con này hoạt động. Con này anh em ghi lộn là bị mất lửa, cái này nó bị chập. Mà lúc trưa mình quay livestream cho các bạn là nó mất hết nha. Cái này các bạn chỉ cần ghi cái này các bạn là biết sai tay nghề rồi. Con xe nó bị chập tụ. À, chúng ta mất hết nguồn, chúng ta lại kêu bị mất lửa. Mất lửa là anh em phải khui bên này.
Vậy là tay nghề chúng ta bắt bận sai, cái này nó bị chập, nó sẽ không có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, mất nguồn. Ok, một con 350 nhân cho 8 con, 37, 21, 38, 24, 8, 5, 40 nữa, 2 triệu 8, 38, 24, 5, 8, 40, 2 triệu 8. Mình mới sửa chạy có một con này, hai con rồi, đây một con nữa, còn 6 con nữa, móc ra nó còn tét mắt. Đây con này ok này. Rồi hai em 2 triệu 8 nha. Nếu mà chịu khó ngồi làm test hết cả mắt gãy cả lưng cho vòng chắc ngày. Ok. Rồi đây mới gọi là mất lửa nha. Đấy, nó còn chập ở bên này nữa này. Con này thì chẳng thấy đề cái gì cả. OCK mới được 2 nháy, 350 mới được có 700.000. Đó, ngày mai dán keo rồi ok lại cho mọi người. Mỏi hết cả mắt, đau hết cả lưng. OCK chưa, 2 con, còn 6 con nữa, nãy mệt quá ngủ mất luôn. Làm đôi khi cuộc đời nó mệt quá nó ngủ luôn, hồi nào không hay. Đấy, ngồi cắt, xỉa, xỉa, xỉa. Là cái nắp mới chụp nó vào, không có móc lung tung nhìn nó xấu. Được chưa? Đó. 8 con, ngày mai nó sẽ là xong, vô keo quấn lại dao. Cái này anh em ở bên Lào nha, bên Lào gửi về Huế, Huế mới gửi cho mình nha, chứ Lào không thể nào gửi cho mình được. Lào sẽ gửi qua Huế, Huế sẽ về đây. Dễ ăn đâu. Đó. Và hôm nay tôi lại gặp một anh thợ ở dưới Quy Nhơn. Một con xe Novo ở trạng thái mang vào, ở trạng thái không sạc. Các bạn lại lấy sạc vớ vẩn, các bạn nhét vào, nó bị cháy luôn mặt đồng hồ. Hên nó không chết IC, đời anh ấy khá là may mắn. Anh bảo tôi năm nay 45 tuổi, làm nghề 25 năm. Anh cứ bảo 25 năm. Thì một con xe khách hàng mang vào ở trạng thái không sạc, anh đã kiểm tra và anh lấy sạc khác anh nhét vào. Thì tự nhiên anh ấy nổ máy, anh kéo ga lên cái tự nhiên đồng hồ sụp, mất hết màn hình. Mà hết IC không cháy. Hôm nay thật sự không biết tại sao người anh em ấy gặp khá là may mắn trên những cục của IC của IA. Nó lại không chết IC mà lại chết đồng hồ. Nói chung là khá may mắn là anh ấy đền luôn. Hôm nay tôi tưởng là khách, tôi lấy tiền cao hơn một chút xíu, nhưng anh bảo anh bị đền, anh mới kể ra. Thì tôi lấy giá nó ok cho anh đấy, bởi vì anh bị đền. Anh bảo hôm nay thật sự xui quá, mình bảo đời anh còn quá là hên chứ xui gì. Đáng lẽ nó chết IC cơ, anh lấy sạc lô anh lắp vào, chết ngay. Yamaha trên Novo nếu các bạn không biết nghịch, nó chết luôn từ đồng hồ cho tới motor bơm, cho tới bộ ba cảm biến, cho tới IC. Nếu chết bốn cái đó thì anh em phải bỏ trị giá ra hơn 2 triệu mua đồ cũ nha, đồ mới thì không dám nói. Đúng rồi, anh Tega số dần. Rồi hỏi anh dùng cái thiết bị gì, anh đo sạc và mình không có thiết bị gì cả. Mình có một cái đồng hồ VOM mua lâu lắm rồi. Mình anh ấy bảo anh mua khoảng 4-5 năm, nó cứ chập chà chập chờn. Thì mình mới bảo anh tốt nhất phải làm cái đồng hồ điện tử, nó nhảy số thì anh mới xem được. Thì anh bảo em có bán luôn, thì tôi sẽ bán cái đồng hồ và đồng thời sửa cái đồng hồ, tổng cộng là 820. Anh ấy móc hầu như hết cả túi. Và anh cứ bảo hơn 20 mấy năm nghề. Và tôi đưa anh cái đồng hồ, mặt nó khá là to, anh nhìn như thế này, bởi vì mắt anh quá yếu. Anh sáng như này mà anh bảo nhìn thấy không, cảm thấy nó bị mờ mờ ở độ tuổi hơn 40 mấy. Thì anh cứ bảo khoảng hơn 20 năm, em bảo bây giờ anh trai ơi, 20 mấy năm làm tay nghề mới 1 năm nó không quan trọng với cuộc sống này nữa. Bây giờ 1 năm, 20 mấy năm, chưa chắc ai đã ăn ai. Bởi vì công nghệ giờ thay đổi. Đấy, chúng ta ngày xưa chỉ làm những vít lửa xe từ Dreamway. Bên này chúng ta xâm nhập qua dòng xe FI nó cực kỳ là khó. Đó.
nên anh chịu khó về nhà anh làm anh xem cái gì thì học, bởi vì bốn mấy tuổi rồi, anh bảo bây giờ cố gắng về làm đèn tèn, lâu lâu gặp mới có sếp thì nó hằn cả hôm nay nó đen đồng hồ. Thì tới tôi cái đồng hồ của con á, nó anh ấy ngồi chờ bởi vì anh xa, nó lấy cái màn hình ra nó cực kỳ là khó à, bởi vì chúng ta phải hút chì và chì của nó ngâm sâu, nó khác với những cái chì của những dòng xe Honda đấy. Tháo ra thì đương nhiên nó bị chập và tôi câu lại và tôi đóng cái mặt lại thế thôi. Thì anh em chúng ta cần phải có cái tỉ mỉ làm cái nghề này đấy, như kiểu sử dụng máy cũng vậy, chúng ta không có lơ đả gì hết đấy, được không ạ? Nó rất dễ chết. Và em chia sẻ luôn tại sao những con IC này anh em lại chết nhiều như vậy. Một thợ chết tới 8 con IC. Và anh em này có gọi điện thoại chia sẻ với Điền Tuấn cứ bảo 2 ngày chết một con. Nhiều lúc làm một con xe chết tới 4 con IC, 2 ngày chết một phát. Được chưa? Một con xe chết tới 4 con IC, bởi vì có rất nhiều con IC rất là mới. Thứ nhất, những cái dòng xe số cụm IC Ken Hin, đang nói xe số xe ga cũng có Ken Hin nhưng xe số, thì anh em phải lưu ý hai vấn đề này: một là mô bin, hai là sạc, phải đo cực kỳ kỹ à. Mất lửa cao áp, thay IC vào ok nổ, các bạn phải vít ngay cục mô bin sườn, nếu không vít thì 2 ngày sau hoặc là 3 ngày sau tiếp tục phải đền thêm con IC nữa. Đừng có bảo nhận con IC giá hơn 1 triệu thay rồi là xong. Dù mô bi sườn đánh lửa ngon các bạn cũng phải quăng luôn. Tư vấn với khách hàng. Được thì làm, không được thì chia tay. Được thì bảo hành, không được thì không bảo hành. Đó là cái lưu ý để làm nghề. Cái thứ hai, được chưa? Bật khóa điện lên con này không còn nguồn, mất hết tất cả hệ thống FI trên đồng hồ thì đương nhiên nó bị quá dòng sạc. Các bạn thay con mới về, các bạn không có đồng hồ đo và các bạn không thay ngay con sạc, tiếp tục nó chỉ cần rịn ga ở trạng thái bình nó mặn, rịn mặn lên khoảng vài cái tiếp tục đốt con IC kế tiếp. Đó là hai nguyên nhân làm trên những cái dòng xe IC Ken Hin không nó chết thì tôi lại kiếm tiền của các bạn, tôi phải cắt mắt tôi test ra ngày hôm nay, thật sự nó khá là mệt, ngồi phải nạy khò đấy, nên cái này nó không sung sướng gì, chẳng qua cái này tôi làm để kiếm tiền đi chợ thôi. À, nên có rất nhiều anh em đang bị yếu, khá là yếu về tay nghề thứ nhất. Cái thứ hai, bảo còn xài được mà Tuấn, nó nổ ngay trước mắt vậy, bởi vì không có thằng nào nhìn được vấn đề đó cả. Anh em phải hiểu rằng ở trong cục bô bin sườn nó có cuộn sơ cấp và thứ cấp, có 2 cuộn, 2 vòng, vòng to vòng nhỏ. Anh em cứ nghĩ rằng nó đơn giản trong cái cuộn điện, nó là cuộn đồng mà. Nó được làm việc lâu ngày thì đồng mà, thì anh em biết tại sao rồi. Ê, nó làm việc như cuộn đèn thì chúng ta hiểu rồi. Ê, lâu ngày chập nóng lên, mất sạc, sạc yếu hoặc là chập chờn đấy, nên anh em cứ mang vào chúng ta dùng cái đồng hồ chúng ta quẹt qua phát chúng ta bảo ok. Anh em đo cái nghề này thế nào là ok. Nhiều lúc tôi phải nổ máy, tôi phải tẹt tới tẹt lui, tôi phải rú ga, tôi phải nẹt ga rầm rầm để động cơ nóng lên để tôi test ở cái quận. Còn cái quận nó nóng nóng ở nhiệt độ khoảng mấy chục độ C, các bạn đo chưa thấy nó om đâu. À, chưa thấy nó om. Thì cái lớp đồng nó bán dẫn cắt nhiệt à cắt điện thì các bạn biết là quấn bằng cái gì rồi. À, tại sao những cái người mà quấn cuộn đèn người ta đổ qua một cái gì rồi. Đấy, thấy không? Đó, thì anh em hiểu đơn giản như thế thôi. Đừng có bảo ok tôi thay một cục IC vào nổ máy ngon lành ở Tuấn ạ. Tự nhiên xe người ta đang nổ máy mình tư vấn thêm cục mô bi sườn làm gì. Cái đây là không có gọi là tư vấn hay không, cái này là cái quan trọng bảo hành cho khách hàng và anh em mình không bị đền. Bây giờ em thay cục IC trị giá hơn 1 triệu cho anh chị nổ rồi, nhưng thật sự IC, một cục mô bi sườn này của anh chị không còn đáp ứng tốt để chạy trong thời gian dài hơn nữa, anh chị nếu ok thì phải thay để bảo vệ cho cục IC. Cái này đơn giản như chúng ta thay bình, nhiều ông thay bình xong 2 ngày phù bình mà ông phải đền không, bởi vì mà ông không chịu đo, mà ông chị mẹ chỉ biết là ừ nó mang vào rất bộ vào thay cái bình là tôi vào trong kia tôi bốc cái bình tôi thay, đúng không? 2 ngày sau nó để không được, mở cái bình ra nó chửa
Nó như kiểu mà đàn bà chữa khoảng 9 tháng 10 ngày sắp đẻ đấy. Nó phù luôn, nhiều lúc còn không thấy ra được cái hộp. Đó là do chúng ta làm thợ bị kém. Tha lấy cái đồng hồ đo. À, phích một phát nó lên 15-16 V. Anh chị ơi, cái này của anh chị quá sạc hư bình rồi. Thì em thay bình vào, anh chị muốn ok thì phải thay luôn cục nạp. Ở ngoài Bắc mình gọi là cục nạp, ở đây gọi là cục sạc. Đây, sạc. Đấy. Nếu khách hàng ok, mình tư vấn ok thì người ta thay luôn, người ta sợ hư bình. Còn bây giờ trong túi người ta không có tiền, người ta bảo thôi chạy giá, ok cái này em không bảo hành nha. À, bình thường cái bình này em bảo hành 6 tháng tới 8 tháng. Còn cái này em không bảo hành nha. Bởi vì em kiểm tra em là một người thợ, chị không thay. Là sao em dám bảo hành được? 2 ngày sau nó phù lên, chị lại mang mang dốn em. Cái này là được lòng trước, khỏi mất lòng sau. Em nhấn mạnh cho anh chị và tư vấn luôn. Đấy. Thế cuộc đời là vậy, nên các bạn làm đôi khi cứ chết như vậy. Chết phập phập. Chết khá là nhiều bởi vì làm đó làm tay nghề. Thì hy vọng rằng anh em hãy tư vấn. Được chưa? Zimway em không nói bởi vì những cái thiết bị này nó chỉ có vài chục nghìn. Đèn lần chục con IC cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. À, một con này nó phải gần bao nhiêu cục IC của Zimway. Nó phải cả gần bao tải. À, anh em bất kỳ một cái điều gì cũng vậy. Nó làm việc lâu thì nó phải hư thôi. À, cái gì cũng vậy, không có cái gì cái tồn tại cả. Che già thì măng mọc. Người chúng ta cũng vậy, có ông nào mà số sống tồn thọ được không? Hay là hồi nhỏ chúng ta bảo ủi sao tôi lại không giỏi thế nhỉ, ăn đào tiên sống được mấy ngàn năm. Ê, bây giờ chúng ta lớn lên chúng ta mới biết là ngày xưa người ta ai là đóng cái vai tôn ngộ không, bữa nay thì người ta già hết rồi, ai là chú bất giới. Ngày xưa chúng ta nhỏ chúng ta ôi trời ơi, sao tôn ngộ không, ước gì sau này lớn lên mình được như tôn ngộ không nhỉ, trường sinh bất lão, ăn đào tiên sống được mấy ngàn năm. Nhưng đó nó chỉ là bộ phim, bộ phim khi chúng ta xem cảm thấy có hứng thú. À, bộ phim ấy, đấy, ngày xưa mà mới sản xuất ra có thể là bằng cái lúc tôi mới chào đời, không có cái gì là cái tồn tại cả. Tất cả thiết bị mà được lắp đặt được chạy trên con xe là không có gì là cái tồn tại. À, được chưa? Và đặc biệt cái xe cơ bê đời từ bây giờ thì tôi chia sẻ với anh em rồi, nó nằm ở trong mâm điện, thì trong quá trình nó hoạt động máy hấp thụ nóng, tất cả nó bằng linh kiện điện tử thôi. Tiêu nó giống cái con IC người ta gọi là turbo của SH nhập. Tại sao nó hư? Nó khá là nóng, nó nằm ngay chỗ cái họng ga mà. IC được gắn liền với họng ga thì trong quá trình nhiệt độ hơn 100 độ C hấp thụ nó nóng lên, nóng nóng cục IC, và cục IC hoạt động liên tục. Thứ nhất là hoạt động liên tục với những dòng điện không ổn định nó vào trong cái linh kiện điện tử, và cái thứ hai thì hấp thụ ở nhiệt độ khá là nóng, thì đương nhiên mới bố mới sửa turbo liên tục. Đúng không? Đó. Nên hắc ý tại sao người ta sửa turbo nhiều vậy đấy, bởi vì nó nằm ở dưới cái động cơ khá là nóng, được chưa? Nhiệt hấp thụ hầu như vỏ nó được bao chung quanh, và đặc biệt cái thụ yên anh em thấy nóng không? Ừ, có đơn giản có thế thôi mà tại sao không hiểu? Tại sao nó lại hư? Tại sao ông lại đi chơi gái? Mình đi chơi gái còn chẳng biết lại hỏi tại sao hay hư? Đúng không? Vợ mình đi ngoại tình với trai mà tại sao nó lại đi ngoại tình? Mình nhìn được trước mắt cuộc sống của mình mà mình chẳng làm được, đừng có hỏi những con này tại sao hư. Tới thời kỳ phải hư. Đừng có hỏi tại sao. Việt Nam này chẳng có nào trả lời được cái này tại sao hư. Trong quá trình làm việc lâu hư. Tại sao cái nhẫn cưới này hai vợ chồng ngày mưa, ngày xưa mua 5 phân hai vợ chồng là một chỉ, sau bữa nay hai vợ chồng mang bán ra nó còn được có 8 phân. Ê, hao mòn. Ô, tại sao mình đeo vào tay này lại làm gì đâu hao mòn. Rửa tay thế này cạ kỵ giết nó cũng hao mòn. Có thế thôi mà cũng hỏi tại sao. Chẳng có cái gì tại sao, tại sao tại sao tại sao. Ôi giời ơi, cứ như vậy logic suy nghĩ ra
Ê. Hoàng giàu tay ga đúng không? Rồi tại sao sở mất tôn này, tại sao ông này ọp y mô? Tôi cũng sở mất tôn không ọp được, tiền tôi ít hơn thì không ọp được y mô, thế thôi, cần gì phải hỏi các bạn gì. À, tại sao anh ấy cũng dùng con sở mất tôn săn săn giống tôi? Ồ, tôi cũng nhìn thấy của auto shop. Ồ, tôi cũng nhìn thấy là sở mất tún. Hai. Ồ, sao máy ăn đấy ọp được sở mất kỳ? Ồ, sao máy tôi không ọp được? Alo. 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 Máy ăn bữa mua bao nhiêu tiền? Tuấn ơi, mình mua 9 triệu 8. Ok. 9 triệu 8 thì không ọp được emo. 9 triệu 8 thì không ọp được sở mất kỳ. Ồ, mình thấy thằng kia cũng san san, tại sao ọp được Tuấn nhỉ? Alo, alo, ồ, bạn đấy bạn F, bạn đấy bạn R. Ồ, thế à? Không có à, không có ổ à, tiền ít thì không ổ. Ồ, xì kế, quý vị nghe cảm thấy thú vị không? Nhà sản xuất còn cầu mong cho nhân hư, ông nào cũng vậy, hết bảo hành. Lúc đấy tất cả chúng ta thờ ông địa làm cái gì? Hôm nay con xin ông thần tài thổ địa. À, máy cũng hết bảo hành 1 năm. À, mong cho những anh em nào xài không bảo hành nhân hư, tay lục thục nhân hư về nhà lại thay bo mặt. À, ông kia chịu khó lấy búa gõ ở đây bể lại thay được vỏ. Chứ người ta không có hư thì làm sao người ta sống? À, bán cho anh em chúng ta nó bền vĩnh viễn, không nâng cấp, không nạp phần mềm gì thì lấy gì công ty sống. Anh em hiểu không? Hết bảo hành thì đương nhiên nó phải rủi ro, hư cáp gửi đi sửa phải 200 500, đó là chuyện bình thường, không có hỏi tại sao. Tại sao thì người ta lại không có ăn? À, mình ăn được thì người ta cũng phải ăn. Ok, người ta cho mình thời gian 1 năm để mình kiếm tiền, để hoàn tiền, để thu lại vốn và có lợi nhuận. Lúc đấy có lợi nhuận rồi, máy lúc đấy mới có vấn đề thì lâu lâu phải sửa hết 500 700. À, người ta thay bo 100, người ta lấy 300, người ta kiếm 200. Ê, đúng không quý vị? Đó là cái quy luật, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ mô phẩm kết nối một cái này về nhà, tôi phải ăn đồ một chút xíu cho nó khỏe để kế tiếp tôi có một giọng nói cảm thấy nó trong trẻo hay hơn, mang truyền đạt tới quý vị hay hơn. Nhớ đêm 26 tháng 12 chúng ta phải linh hoạt điều đó nè, phải linh hoạt. Ok, rồi tôi kết nối với 2 thiết bị máy cho quý vị xem coi nó có nhăn và hơn nhau ở chỗ nào. Rồi, ok. Và hôm nay tôi lại nhấn mạnh cho anh em thêm một lần nữa. Ồ, Tuấn ơi, alo, alo. Một con xe này hao xăng mình chỉnh AF làm sao cho nhà xăng được không? À, một con xe này hộp ga mình có làm sao cho nó hết hộp được không? Thưa quý vị là không. Quý vị phải làm sao phải về tất cả nó là zin, như một con xe zin thì quý vị mới hiệu chỉnh nó được. Chứ không phải một con xe, một xi lanh của nó, dung tích của nó 125cc là 120 mấy cc, nó lắp kim 10 vào hộp ga, quý vị mang remap
thì có re trời, mang ra hiệu chỉnh AF thì cũng có điều chỉnh trời. Ở đây là tất cả là con xe phải là zin, được chưa? Tất cả thông số, không hụp ga như một con xe bình thường. Nó chỉ hụp ga ở trạng thái vào động cơ nguội thì quý vị mới can thiệp được. Kim đái hao xăng, quý vị bảo trừ đi có ok không? Nếu ok thì những cái thằng bán phụ tùng kim phun, motor bơm thì nó chết đói hết. Và xúc bắp xì thì mới thợ tiện nó chết đói hết. Bình nó hư. Dàn xe này bình nó hư gần hết rồi quý vị. Và quý vị có bảo sạc bình làm gì? Sạc bình để cho nó nhanh chết IC. Được chưa? Rồi, đầu tiên là motor can. Ngày mai sẽ cập nhật lên phiên bản mới. Ok. Quý vị nhiều lúc quý vị chẳng có tư duy cả. Mẹ cứ con xe nó hao xăng vào rồi hụp ga, quý vị cứ remap mới hiệu chỉnh AF, quý vị chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Nó phải con xe chạy thông thái như bình thường. Nó hơi bị hụp ga vào buổi sáng cho tất cả những dòng xe Honda thì quý vị mới can thiệp. Mấy con xe bây giờ nó bị hao xăng quá, quý vị cứ bảo trừ, tại sao lại không hết? Máy mà để mà làm cho lợi xăng ấy mới là hết hộp ga ấy, thì còn gì về tay nghề nữa. Cứ mang cái máy ra hiệu chỉnh AF remap rồi lại Tuấn ơi không hết hộp ga, mẹ nó hộp ga còn đủ các loại nguyên nhân, mô bin kim phun chụp mô bin sườn motor bơm. Tuấn ơi con này mình đề ra khó nổ quá, mình khôi phục IC, mình hiệu chỉnh AF, mình remap rồi, tại sao vấn đề khó nổ, mẹ hở xúc bắp. Thấy không? Phải, quý vị phải làm một cái con xe ở trạng thái như ban đầu. Còn bữa nay máy sử dụng nhiều quá, có hiệu chỉnh AF, mình remap, quý vị bị nó lưu vào cái đầu quý vị hết rồi. Quý vị bây giờ tay nghề quý vị lụt hết rồi. Chẳng hiểu mô tê gì về FI nhiều nữa cả. Bởi vì bây giờ quý vị bị cái remap, bị cái hiệu chỉnh AF này nó ăn trong đầu mất tiêu rồi. Đấy không? Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không có máy. Đấy không? Hãy làm điều đó ok xong nó hơi bị hụt chúng ta mới xử lý. Còn quý vị cứ cầm máy là quý vị mang hù ma dọa khỉ. Rồi quý vị xong alo. Rồi, kết nối. Cái này quý vị phải tự động đi tìm nó. Nó là của Honda. Net. Cái này là nó hướng dẫn này, bởi vì cái này nó chậm. Nó hướng dẫn là quý vị kết nối E là mát, Kline là đọc dữ liệu trong chip chủ, B là điện dương 12V để nuôi thiết bị máy, E, P, K là đọc. Những xe nào không có E và B, mát và nguồn thì lúc này quý vị phải lấy kẹp ắc quy. Kẹp ắc quy để các quý vị kẹp vào vào máy. Quý vị từ bấy không biết có chia sẻ không biết, cứ thấy xem luôn. Quý vị vừa xem vừa chia sẻ lên. Em còn có khoảng 2 3 đêm nữa là kết thúc. Em phải dạy rồi nha. Quý vị xem, quý vị phải chia sẻ. Quý vị bây giờ cứ quý vị cứ nghe không rồi. Rồi quý vị chẳng có chia sẻ. Nó cũng buồn lắm. Nha. Chia sẻ. Đó. Giải thích rõ luôn, E là mát, K là Kline, đọc dữ liệu, B là 12V điện áp nuôi cho thiết bị máy.
Rồi bấm OK. Việt Nam. Rồi xe này lít. Bấm bên trên cái này chúng ta phải đi tìm xe. Một cái màn hình menu của nó chỉ có 4. 4 thôi. Một cái menu, bởi vì menu màn hình nó nhỏ. Enter. Rồi trong này có phần đọc, xóa, khôi phục. Đọc nó có lỗi thì quý vị phải đi sửa cái lỗi đấy, là cái lỗi hiện hành cái đèn chớp ở trên FI. Còn nếu đèn FI không chớp lỗi, nó sẽ là cái lỗi quá khứ. Thì quý vị xóa, xóa đi. OK. Chờ chút xíu đang làm việc. Rồi, máy này ngày mai lên đường có mấy triệu thôi. Mai sẽ cập nhật cho phiên bản mới cho quý vị. Quý vị xong quý vị sẽ khôi phục. Là phát cuối cùng ở cuộc đời này. Không có đồng nhất họng ga, không có đồng mẹ gì họng ga hết. Trên đời tôi làm nghề mười mấy năm ở Bình Định, hồi giờ tôi chưa biết đồng bộ họng ga. Đấy. Không có đồng bộ họng ga, đồng gì hết đấy. Vào đây phát nữa là kết thúc. ECM đã được khôi phục dữ liệu gốc. Quý vị bấm OK. Lúc này thì chúng ta hãy tắt khóa điện và nổ máy để thiết lập lại trong vòng 10 phút. Vấn đề này tôi bỏ qua luôn bởi vì đang live stream. Xong quý vị vào dữ liệu động cơ. Tất cả nó đều OK rồi. Nhưng nó vẫn hụp ga thì anh em phải kiểm tra. Hụp ga nhiều ấy. Kéo lên mà nó bụp 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 hoặc là kéo lên nó bị ì đấy. Còn bình thường như zin thì chúng ta có thể hiệu chỉnh tăng tỷ lệ hòa khí trên motoscan. Ngày mai sẽ làm được điều đó. Trên smart tool thì chúng ta gọi là remap, đẩy nó lên luôn. Một menu bốn hàng, cái này nó không có dấu, thì chúng ta hãy chịu khó một logic như thế này. Cái này là gì? Độ độ tt sao sao độ độ máy 31 AC, chúng ta sẽ quy ước nó là độ C. Bởi vì chúng ta sốt, chúng ta hay đi bác sĩ, người ta hay đo độ C. Đơn giản vậy, chúng ta vẫn không đọc được. Chúng ta đang bị yếu ở đây. Không đọc được. Đây là độ C. Là nhiệt độ máy. Trên xe có cái gì? Nó có con cảm biến nhiệt. Thì bình thường con xe này mới nổ một phát nó 31 độ. Tại sao bên dưới này lại độ 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 máy? Mớ về cái này là milivolt, cái này là điện áp. Thì nhiệt độ 31 độ thì điện áp sẽ là 2 vôn rưỡi, 2593 milivolt. Bao nhiêu milivolt sẽ bằng được 1 vôn? Nếu chúng ta không nhẩm ra được thì hãy nhờ con. Nó đơn giản như vậy thôi. Nhiều lúc quý vị đọc chưa ra được cái số này thì chẳng làm được cái gì cả. Nên tham gia mua máy để được học online là đúng rồi. Rồi bên dưới này là T lại sao? Khí khí, quả khí khí. Nạp. Con cảm biến gió. Điện áp. Milivolt. Rồi xe này không có MAB áp suất của hút thì chúng ta bỏ qua. TBS. OK. Trên 200. Rồi, tốc độ máy là vòng tua máy RPM, góc sớm lửa, thời gian full, ắc quy hiện tại đang là 18, 13,8V. O2 chưa khởi động, nó sẽ là hơn 3V. Nếu nó là 0V, chết luôn IC, không cần phải hỏi. Nếu là 0V. 0V, chết luôn mặt IC. ECM tối ưu thì phải nhờ vào oxy nằm trong giải. Trên 300 độ C thì oxy mới hoạt động. Thì lúc này ECM mới hiệu chỉnh. Oxy trên 1V hầu như vít. Chúng ta ở đây chúng ta sẽ không giải thích ở cái trạng ở vòng lập kín hay lập hở. Không quan tâm. Học cái đó nó đâu đâu. Chỉ biết là làm sao trên 300 độ C ở trong cổ bô, ở trong cái ống xả đấy thì oxy lúc này mới hoạt động. Và oxy phải dưới 1 V thì ECM nó mới tính toán tăng, giảm, bù, ngắt. Có nhiều người gọi là bù xăng, bù nhiên liệu, ngắt bớt nhiên liệu, tăng xăng hoặc là giảm xăng, có 4 cái từ ngữ tùy theo chúng ta gọi: giảm, tăng, ngắt, bù.
Chưa? Rồi. Đó. Đó là motorcycle. Và motorcycle này nó có cái hạng mục số 5 để chúng ta kiểm tra được AF. AF lý tưởng nhất nó sẽ là 14,7 trên 1. Đó là cái lý tưởng nhất trên một cái dòng xe. Bình thường là 13 mấy nó sẽ là hao. ECM sẽ kéo. Và khoảng 15, 16 trên mấy đó thì xe đang nhạt thì EC phải bù. Bù. Được chưa? Đấy thì ngày mai nó sẽ có một cái chức năng nữa là chúng ta sẽ hiệu chỉnh được AF nằm ở dưới này. Cho tăng giảm như con xe AB đầu bò hoặc là Winner, ngày mai nó sẽ có thêm một cái chữ dòng bên dưới này cập nhật bản mới. Vào ngày mai tôi sẽ trả máy cho mọi người. Nó sẽ là hiệu chỉnh AF. Ok chưa? Rồi, thằng này là gọi là trâu bò bền bỉ đi bừa đi cấy. Thằng này gọi là trâu bò bền bỉ nhưng màn hình nó làm hơi là nhỏ, nếu mà làm sát ở đây hơi bị ngon. Nó hơi không có dấu thôi, nhưng nó chỉ là bốn hàng đi theo hàng cặp hàng cặp hàng cặp. Quý vị hãy chịu khó tính toán điều đó. Rồi, ngày mai thức thì thầm, cầm can cầm bốc chuẩn bị cập nhật. Rồi, tôi sẽ đổ nốt con Smart Tool. Rồi cái này thì động cơ chúng ta tự động đi vào Honda. Cái này thì quý vị không cần phải đi tìm con xe, nó hiện hành lịch sử thì quý vị không cần phải đọc hiện hành đâu, chúng ta chỉ cần đọc lịch sử thôi. Đây. Hành máy sử nó như nhau. Rồi không có thì cái này nó sẽ tự động tìm xe cho quý vị, và chúng ta sẽ vào dữ liệu động cơ luôn, bấm một phát nó sẽ trải ra hết. Rồi thì cái này nó vẫn không có dấu thì nó sẽ là tốc độ máy không vòng RPM, thời gian phun, góc đánh lửa, vị trí bấm ga, cảm biến oxy, ECM tối ưu thì lúc này lúc nào nó cũng -1 khi O2 chưa làm việc. Đúng rồi. Đó. Được chưa? Đó, nhiệt độ khí nạp. Và nó lại ghi luôn là điện áp cảm biến IAT để quý vị sẽ biết là nạp không biết cái gì, bên dưới nó sẽ quy ra là y ước ra là IAT. Hay là nhiệt độ động cơ quý vị không biết là gì, bên dưới nó sẽ chích ra là điện áp ECT. Bướm ga quý vị không biết cái gì, nó sẽ là con cảm biến TBS là TB. Rồi cái này bơm xăng. Thì bây giờ này, ngày xưa ấy thì đương nhiên một cặp này nó sẽ tương ứng là 23 triệu 200, 23 triệu mấy trăm, 16 triệu 800, 6 triệu 8, hơn 23 triệu, được chưa? Hơn 23 triệu ngày xưa chúng ta vẫn rờ được cặp can và bốc. Đúng chưa? 23 triệu. Cách đây không xa đâu. Ngay cái mùa Covid này thôi. Không đi đâu xa cả. Trước cái thời Covid năm nay này, nó vẫn là 23 triệu. Được chưa? Rồi, thằng Smart Tút này ra. Nó chỉ là, lúc đó chỉ là cái bản F. 15 triệu 800. Được chưa? 15 triệu 800 là bản F. Chưa có bản R nha. R bây giờ mới ra. Xong tiếp tục motorcycle lúc đó là 16 triệu 800 cộng con bốc là hơn 23 triệu. Thì lúc này sẽ ok. Mùa dịch, mùa yếc gì, máy móc cặn chăn gì, sẽ lúc này con này sẽ làm miễn phí. Thời ngày xưa thì mua con này phải mua thêm con này. Bên này mua con này được tặng con này. Thì nó còn khoảng 16 triệu 800. Con này 15 8.
Rồi thì nó chênh lệch nhau khoảng vài trăm nghìn. Đó, sau này tiếp tục ra cái bản thêm nâng cấp là cái bản R cao nhất là 18.8. Thì Motorscan sẽ ra con Cantab. Cho quý vị lựa chọn. Xong tiếp tục mở tua nhiều thì bữa nay nó sẽ là hiệu chỉnh AF cho quý vị. Đó, một cặp này là 16 triệu 800. Rồi, bây giờ sẽ hiệu chỉnh AF. Con này sẽ là 18.8. Ngày xưa chúng ta mua được hai mấy triệu, con này bản R chẳng có gì tiết kiệm cả, 18.8. Cặp này 16.8. Thằng này sẽ là mép. Thằng này sẽ là hiệu chỉnh tỷ lệ hòa khí ở trạng thái thêm xăng và bớt xăng kế tiếp vào ngày mai. Đó. Thì quý vị này, anh em này ủng hộ cặp này, ok, 16 triệu 800 tặng cho bộ tài liệu, tặng cho nhóm học online vào đêm 26. Rồi, một cặp này thì nó rẻ hơn nữa. Thì đương nhiên cũ với mới chênh lệch nhau vài triệu. Nó cũng như nhau cả, chẳng qua máy sử dụng rồi. Thì mấy triệu còn lại nếu quý vị ít tiền trong cái kinh doanh làm ăn thì quý vị tiền đó để quý vị mua nồi niêu xoong chảo phụ tùng, nó rẻ hơn được mấy triệu mà. Xin chào Thơ Hoài. Nó rẻ hơn được vài triệu thì quý vị có thể đầu tư cái vấn đề nồi niêu mô tô bơm, hoặc là mua thêm đồng hồ hoặc là áp bơm nếu quý vị chưa có tiền. Đó là vấn đề quý vị chưa có cái gì. Thì hiện tại nó là 16 mấy được tặng nhóm học. Còn quý vị không học tôi tặng ngay món quà ngay, kinh khủng. Nó chênh lệch nhau vài triệu. Ở vấn đề ở đây là chúng ta phải tính toán ở cái tiền nong, cái tiền tài chính ở quý vị. Quý vị mà trong tay mà cảm thấy dư giả thì quý vị đóng cặp mới. Quý vị mà cảm thấy ở trong tay nó chỉ có 17 triệu thôi, mà quý vị trong tay lại chưa có đồng hồ, chưa có áp bơm, chưa có thiết bị về trang bị cái cửa hàng chúng ta, ví dụ cục mobin hoặc là cái đồ chơi, thì quý vị làm cặp này thì nó sẽ dư ra khoảng vài triệu, 4 5 triệu gì đấy. Cặp này chênh lệch nhau 4 đến 5 triệu thì số tiền đấy nó khá là nhiều để quý vị đầu tư đồng hồ đo điện, đồng hồ đo áp bơm, rồi ủng hộ 2 3 cục mobin, 2 3 bộ nồi, rồi bi, chụp buji, là cái đó đáp ứng để chúng ta thủ ở trong cửa hàng để chúng ta thay. 5 triệu đó nó sẽ mang lại tụt ngắn cái lợi nhuận ở những cặp can và bốc. Con này sử dụng được thôi, nó như nhau. Bởi vì bản cập nhật nó đều như nhau cả. Đấy, chẳng qua nó mới mẻ hơn. Có tiền nữa thì mua luôn cả hai. Cái vấn đề ở đây là dân chơi thì không sợ mưa rơi. Nếu thích thì chúng ta làm luôn. Nó chẳng có cái vấn đề gì mà chúng ta phải e ngại cả. Anh em hiểu không? Chẳng có vấn đề gì mà chúng ta phải e ngại cả. Tiền nhiều thì anh em múc. Mà có cái gì đâu mà chúng ta phải tính toán. Em đã giải thích cho anh em rất nhiều rồi, mà có rất nhiều anh em vẫn luôn luôn phải hỏi, mà khá là mệt mỏi. Được chưa? À, ngày xưa mới anh em đi học, nhiều lúc bỏ tiền ra còn đi vay tiền mượn ngân hàng học mấy triệu, xong tiếp tục vay tiền mua cặp này hơn 20 triệu. Còn bây giờ này anh em ít tiền trong tài chính có 10 triệu thì mua về để kiếm tiền, rồi từ từ nó lại nâng cấp, nó cũng là săn hết, săn lẻ hết. Nhưng vấn đề ít tiền thì cái thẻ nhớ này nó ít file, cái bản này nó không được cao. Nuôi nó sau này update lên để chúng ta làm được nhiều chức năng hơn, lại kiếm thêm nhiều hơn, đúng không? Được chưa? Còn bây giờ quý vị có con này rồi, chúng ta đọc full thông số, được chưa nào? Đọc full key. Quý vị muốn remap thì quý vị làm con smart tool hơn 8 triệu. Đây, vì quý vị con này khoảng vài triệu rồi này. Con này tôi bán có vài triệu rồi. Ít bữa nữa sẽ có một vài cặp tôi sẽ bán giá anh em giá rất rẻ, khoảng 7 triệu một con hoặc là 7 triệu rưỡi. Thì quý vị nếu có nhu cầu thì mua thêm con smart tool nữa, nó tầm giá khoảng 15 triệu.
hai con nó sẽ rơi vào khoảng 15 triệu mấy trăm nghìn. Quý vị có hai con luôn. Đấy chưa? Đó, còn quý vị mua con mới này nó sẽ là 18.8 full. Còn quý vị bây giờ đang có thích mua motor can dùng hai cái cho nó bền. Can để phân tích dữ liệu làm key. Con kia chỉ để remap mở tua, nó rơi vào tầm hơn 15 triệu. Đó, hơn 15 triệu. Nó rẻ hơn là cặp can và bốc này. Quý vị sử dụng được hai con. Motoscan và Smart Tool liên hệ với tôi tặng tất cả nhóm học. Đó. Ngày mai ngày mốt tôi sẽ có 3 con Motoscan này giá chỉ có 7 triệu, 8 triệu. Tôi sẽ cập nhật phần mềm update lên mới nhất là ngày 20 tháng 12 của 2021. À, đó là tiết kiệm dùng được hai con nó bền bỉ. À, con này hiện tại hư thì đi bận sửa, con kia để remap. À, con kia remap hư đi sửa, con này còn được phân tích. Còn dùng một con hư thì chúng ta chỉ là con số 0. Ừ. Có cái gì đâu mà chúng ta phải suy nghĩ nhỉ? Đấy, làm cái con mà sớm tuôn chuyên mở tua ấy có vài triệu, có vài triệu bạc chứ mày. Làm chịu khó khai thác kiếm được nhiều tiền. Đấy, còn nếu làm ăn có thật sự để đầu tư mới công nghệ này nó chẳng bao nhiêu tiền cả. À, anh em nào học mà nhanh quên thì gửi em thẻ nhớ em copy qua. À, anh em nào mà nhanh quên thì lấy cái thẻ nhớ em copy qua rồi em nạp vào dữ liệu. Hoặc anh em ngày mai có thể lấy cái máy này chạy lại chương trình reset và anh em sẽ nạp cái file vào, anh em lại nhớ ngay Nguyễn Khắc Điệp. Đó, nếu anh em nào học full sang điện tử mà chậm ấy thì chúng ta lại lấy cái máy này chúng ta nạp phần mềm vào. Thì anh em nào đang sử dụng Smart Tool thì remap lại nhớ ngay. Còn anh em nào đang sử dụng can và bốc thì lấy can và bốc nạp lại phần mềm. Ê, còn học tiếp thì lại tốn tiền. Cho cái cách đó cho nó dễ xử. Mất tiền nhiều nó sẽ nhớ thôi. Cuộc sống này là thế. Mất khoảng 2-300 ngàn, 3-400 ngàn short chắc chắn nó sẽ nhớ được nhiều hơn. Không nhớ lần sau lại mất 300 ngàn nữa. Lại học tiếp, nó lại nhớ. Thế thôi. Cuộc đời muốn nhớ cực kỳ dễ, phải để đồng tiền rơi thì chúng ta sẽ nhớ. Đúng không cả nhà? Bấm cái ô xì kê. Còn nếu cứ nào là miễn phí không đồng thì ít nhớ lắm. Đó, ít, rất ít nhớ. À, được chưa? À. Mai em chỉ ăn em yêu. Ngày mai anh em kiếm cái chỗ Kalai nào, độ dây Kalai vào trong người đấy. Lấy cái máy này update phần mềm lên, remap vào. Chúng ta chạy phần mềm như kiểu mà chạy xe đấy. Đấy, thấy chưa? Ồ, xì kê. Còn anh em nào muốn phê nữa, đầu năm vào đây một phát. Nhớ luôn. Máy này có cái gì kiếm tiền được, trời cho phù hộ, mua phật phật. Ấy, cần gì đâu. Đấy, ngày mai tôi sẽ bán cho mấy ông con này khoảng 7 triệu. Tôi update cho anh em bản cao cấp nhất hiện tại. Cặp này may lắm khoảng tầm 10-12 triệu. Thấy chưa? Rẻ, tôi dám cam đoan rẻ hơn mới 5 triệu. 5 triệu đấy để quý vị tiết kiệm tiền để đầu tư việc khác. Tôi đảm bảo luôn cặp máy này về nhà chúng ta cũng coi như là máy mới, đổ xô ra một phát là 16 triệu 800. Mua máy cũ về nhà, phụ tùng thay nó sẽ có lời hơn. Bơm xăng mô bin thay nó sẽ có lợi nhuận. Máy này sẽ là không đồng nhưng phải biết làm ăn. Ăn Tết xong là học ăn ơi. Khoảng 20 em sẽ khai giảng khóa học. Ăn Tết xong 20 thì đấy, anh em dằm ăn yếc vào, anh em di chuyển tới đây 20 là học nhá. Đầu xuân năm mới 20 Tết thì chúng ta ăn Tết xong nghỉ 4 ngày Tết Covid này mà đi đâu. Chúc Tết cái gì? Ở nhà ăn cho nó khỏe, đầu óc cho nó minh mẫn. Và nghỉ ngơi ăn dằm xong, chia tay vợ con, lên núi luyện nội công. Ê, trời ơi, qua đầu tháng 2 về làm mỗi cửa hàng ngon lành cằn đào, được trang bị hệ thống FI. Được chưa? Tới đây thắc mắc gì
cần đến toán giải mã đấy. Covid sợ lắm, bữa nay sống chung với Covid rồi sợ gì nữa anh. Cắt ly tiêm hai mũi vào. Chỗ này thì mua được mấy con motocan đấy, đầu tư phụ tùng nhẹ nhàng quá gì nữa đấy. Anh em nào có điều kiện bảo ừ em ơi cho ăn sập, không cần phải suy nghĩ, cứ máy nào cao tiền nhất múc. Muốn sử dụng được hai con máy ok thì chúng ta phải kiếm được cái này, kiếm được cái này thì chúng ta phải tiêu. Ok Nguyễn Tùng, ngày mai comment Zalo xem xét lại anh em. Đấy, kiếm được tiền thì cái này chúng ta mua ngay, chẳng có phải lẫn đo gì cả, làm luôn cả can và bốc. Giờ chỗ này dư, chỗ này lấy nửa thôi, lấy được hai con về nửa sập, quá mỏng anh em thấy không, trời quá mỏng được chưa, quá mỏng luôn. Đây chúng ta làm, chúng ta có tiền được thì chúng ta phải chơi chứ, nhưng làm sao để kiếm được tiền thì chúng ta cần phải tư vấn. Đây, đây một phát này, hai phát đây, ba phát đây, bốn phát. Anh em mua có cái gì đâu, này đưa vợ đưa nó được thì phải lấy ra được. Sáu phát, bảy phát này, tám phát. Đây, trường này cũng mua được Smartoon mà. Đây, cọc nhỏ. Đây, Smartoon Remap mở tour dư. Mua thêm phụ tùng nữa kèm theo. Nghe chưa? Đây, cái này mở luôn tiệm. Trời ơi, phải biết cách kiếm tiền rồi, anh em phải tiêu tiền. À, đây. Oshike. Có cái gì đâu, chúng ta phải đắn đo. Chẳng cần phải đắn đo, cuộc đời này nó nhẹ nhàng. Có tiền chúng ta mua được hết, nhưng phải suy nghĩ cách kiếm tiền. Đây Smartoon này, bản 9.8 triệu, cái này dư 200. Đây, dư 200 bảo Toán ơi bán cho mình cái đồng hồ rẻ rẻ được không, chi kỷ cho mình nửa được không? Ok. Đây, cọc này dày đủ con Smartoon. Thôi về nhà từ từ nâng cấp nó lên. Ai già Toán ơi mình cái bản R trong này dư gần 2 triệu, dư triệu mấy. Toán ơi lấy cho mình mấy bộ nồi cho nó đủ luôn cọc. Ai dài. Anh em hiểu không? Đấy. Tùy theo. Đây là Smartoon này. Rồi. 9 triệu 8 này. R này. Rồi Toán ơi. Má coi ở trong nhà có máy móc gì hiện đại bán cho mình hết. Má mình đưa bạn sập này. Bạn coi suy nghĩ sắp xếp cho mình. Phụ tùng cái gì cần để trang bị FI. Mình đưa cho bạn cọc. Ok ngay. Toán ơi làm cho mình hai con máy đi bạn. Bạn tư vấn mình hai con máy, mình thích dùng hai con. Ok làm luôn Smartoon và Motocan. Chưa được nửa. Toán ơi còn lại nồi niêu song chảo, áp bơm, kim phun cái gì bạn xếp nốt cho mình. Ok. Xong. Nhẹ như lông hồng. Đó. Khỏi cần đếm. Thế là xong, Tuấn ơi cho mình lên cái toa, đủ chưa nhờ Tuấn nhờ? À cái này là 50 triệu 200 nghìn. Ơi Tuấn lì xì mình 200 số lẻ, ok. Rất chỉ đơn giản cho quý vị. Đó. Nhưng mà làm sao để kiếm được nó? Kiếm được nó chúng ta phải tiêu nó. Chứ đừng để kiếm được nó rồi mà không tiêu nó. Đó. Cái này em mới đi bốc nóng về. À, mới bốc nóng. Chỗ này bốc nóng một tháng hết mấy triệu. Đấy, để đầu tư máy móc, đầu tư phụ tùng bán cho anh em này.
Đấy, lại lấy tiền của anh em trả tiền lời. Đấy, nó lại đẻ ra một chút xíu. Nghe chưa? Đấy, ngày mai cứ cầm này, bỏ trong bóp này, đi tiêu. Trăm tờ. Rút nhẹ nhàng. Đó. Giống hai sập này thì đương nhiên cái này nó sẽ dày hơn. Đó, nó khá là dày đúng không quý vị? Đấy, cái này rất là mỏng. Lâu lâu đi chơi cầm hai cái này đi tha hồ rút. Anh em hiểu không? À. Đấy, cầm này anh em tha hồ rút đây. Cái này nó sẽ bằng cái này sẽ dày hơn. Đó, rút OCK đúng mọi người. Đó. Rồi, ngày mai em lại đầu tư mua máy tiếp. Mai em sẽ cho Motokan Tab, Motosiken, Smartoon về ngập nhà luôn. Chừng này mua Smartoon, Motokan khá là nhiều. Đó. OCK. Có cái gì đâu, tất cả là chúng ta tiếp tục đi lên để kiếm tiền. Sao anh Lê Xuân Giáp? Cọc 5 triệu, cọc 100 triệu. Chẳng có gì cả. Rồi, lấy nó về nhà lại bấm tít tít. Lại lấy nó để kiếm ra tiền. Dùng cái này anh em phải biết cách kiếm tiền. Chứ không phải mà mua về nhà để xóa và lỗi không thôi. Không đủ. Đó. Đó. Đúng rồi, mai Motosiken có bản cập nhật. Ôi trời, thêm mô tô có 480. Thiếu hai chục nữa nửa đồng anh em. Ăn thêm. Thiếu hai chục nữa. Ở đây 80. 200, 300, 4, 48. Hai chục trong móc trong túi ra nữa gần đủ. Đây nữa là đủ rồi. Đó, sập này nữa là đủ. Anh em hiểu không ạ? Đấy. OCK thế thôi. Thì lại lấy cái tiền này để đầu tư mua máy móc. Rồi máy móc về nhà lại bán cho anh em. Rồi lại dạy học online. Tự động nó sẽ đi lên. Rồi. Mai tới Tết thì nó lại lên thêm một chồng nữa. Ừ. Chừng đó mình mua được hai sào giấy. Ui, hai sào giấy. Đi trồng vườn nó mệt lắm anh ơi. Anh Bi Nguyễn ơi. Cái này người ta mới tính ra là ăn tính như vậy không được. Cái này bảo Tuấn ơi, cái này mới xây được cái móng nhà. À, Tuấn ơi, cái này mới làm được cái móng. À. Ơi, cái này mà ra mở tiệm thì thôi chứ anh em không cần phải suy nghĩ. Một là lên voi, hai là xuống chó. Cái này một là lên đại gia, hai là sang tiệm. Nếu cầm cái này mang ở trung tâm thành phố mở cái tiệm, một là chúng ta sẽ lấy lại vốn và đồng thời thăng hoa. Hai là chúng ta chỉ còn một nửa như thế này. Sang tiệm mà. Đây. Đấy, để chúng ta chọn. Một là lấy lại vốn để tăng tốc. Cái này rất mạo hiểm nha. Cầm sổ đỏ nhà đi để đánh một cái tiệm. Mới tầm này tiền thì hầu như nó khá là mạo hiểm. Ở thành phố đủ chứ anh. Trời, anh có mở trung tâm đâu, thành phố cầm cái số tiền này ra dư khả năng chứ. Hiểu không? Anh đâu phải anh làm một cái trung tâm to 10 bàn nâng đâu. Bây giờ chỗ này anh đâu phải là làm trung tâm anh. Trời ơi. Cái này mà nếu mà anh bảo anh làm trung tâm thì nó mới thiếu chứ. Làm trung tâm thì phải gấp đôi thì lại mạo hiểm nữa. Mạo hiểm lắm. Cầm số tiền này to đi mở cửa hàng sửa xe ban đầu. Rất mạo hiểm. Chúng ta từ bé đi lên thì được. Còn bây giờ chúng ta mang hết cả tài chính của chúng ta đập một cái trung tâm đi thì nó mạo hiểm. Chẳng khác thì chúng ta cá cược. Nó còn mạo hiểm hơn là cờ bạc đấy. Đấy, anh em hiểu không? Đừng có chơi mạo hiểm như vậy. Rất nguy hiểm. Em mở cái tiệm ở quê mà 100 triệu to chả bá lửa.
Mở cái tiệm ở quê mà bỏ ra nửa tỷ thì cũng mà chết. Đúng rồi, có mà toi. Anh em hiểu không? Đúng rồi, ăn Liên Vũ, đừng có ông nào nghe chiến lược. Có mà toi. Còn ở quê thì chừng cầm chừng này mở cái tiệm là vừa. Đó. Ở quê cầm chừng này. Sập này này là để mua máy. Sập này là mua, hai sập này là mua máy vô lốp. Đó, máy mài. Đấy, cái này đầu tư cửa hàng. Đấy, phụ tùng đồ vân vân. Ừ. Mở tới mở quê chăm thôi anh em. Chăm là đẹp đấy. Đúng rồi, đẹp. Ngọc Hảo 150 triệu là quá đẹp luôn. Các bạn đừng đi đi xa hơn. Nó rất nguy hiểm. Nhá. Ở quê là 150, mở quê ở lại là đẹp. Như đi Tuấn đây mở ở đây chỉ là 150 thôi là đẹp. Ở đây cái nhà này dọn lại sửa hết 50 triệu này. 50 triệu hợp đồng nhà. 50 triệu nữa là khoang mất 100 triệu. Đây, cái này vào thuê nhà cái là sửa nhà này, hợp đồng nhà cái mất cọc. Nếu chúng ta làm to đấy. Còn 50 triệu lại chúng ta chỉ mua máy móc là đủ thôi. Chưa có phụ tùng. Nếu hợp nhà nó ký 1 năm là mất nửa. Sửa nhà vừa rồi ở đây sửa hết nửa là hết cọc. Rồi còn 50 triệu còn lại chúng ta chỉ có đầu tư được máy móc thôi, chưa có phụ tùng. Nếu chúng ta đi thuê nhà và phải sửa. Nếu không sửa, thuê nhà không phải sửa nó là quá đẹp. 150 là đẹp một cái tiệm nếu biết tính toán VIP. Anh em hiểu không? 150 cửa hàng là VIP. Nên anh em đừng có nghe thằng nào chiến lược ông nội ông ngoại gì về nhà đi cầm sổ đỏ mẹ nửa tỷ vác tiền lên thành phố. Bây giờ anh em mở tiệm thành phố là anh em chết. Chỉ có con đường chết. Bởi vì chúng ta chân rứt chân ráo. Làm thứ nhất phải 3 tháng mới có khách. À, 3 tháng anh em mở ở thành phố thì anh em phải chịu đựng được 6 tháng là nửa năm. Còn 3 tháng không hết tiền là bitch. Chết ngay, đúng rồi. Đừng có bảo bố này dụ dỗ rồi lên thành phố dễ làm ăn lắm. Cháo đó, chui vào mà húp. Cháo á. Vào mà húp bỏng lưỡi. Anh em đừng có nghe xúi dại. Mà tiền đó ở quê sống cho nó an nhàn. Mua vài con xe nữa về nhà dọn, kinh doanh bán. Tiền dư đầu tư cái việc gì nhỏ nhỏ góp vốn xây dựng làm ăn ông nội nào mẹ nó mang nửa tỷ thành phố làm ăn em ơi đỏ trong vòng 3 tháng em lấy lại vốn mã doanh thu tháng cả tỷ 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 thì nó sẽ là lợi nhuận khoảng 60% chi phí đi cửa hàng đi thợ đi nó còn khoảng 30% là kiếm được 300 triệu đủ em 2 tháng lấy lại vốn nếu em đen có 3 tháng lấy lại vốn đủ 3 tháng sau sang mẹ tiệm anh em đừng có nghe những cái lời ngon ngọt đủ mấy nhiều thằng này kinh doanh cửa hàng này tháng đạt doanh thu mẹ 700 800 triệu 1 tỷ nửa tỷ thì chúng ta sẽ làm cái này nó sẽ ăn 60% nếu các bạn kiếm được 1 tỷ nó sẽ rơi vào 600 triệu tiền lời thì các bạn chi phí mặt bằng thợ kế toán tẹt 300 quý vị còn kiếm được 300. À, chi phí 500 triệu mà. Ui giời ơi, khoái thế nhở. Tháng này lời được 300 rồi. Còn 200 nữa là lấy ở vốn. Đồ mẹ đời ai mà biết trước điều gì. Không phải là tính thằng nào nói không hay. Thằng nào nói cũng hay hết á. Ừ, đúng rồi, ăn Bi Nguyễn thì mẹ cháo dễ mà húp. Húp thằng nào cũng giàu hết rồi, chẳng có nào nghèo cả. Chúng ta hãy bước chậm. Chậm an toàn nhưng phải đi nhanh ở khu vực ở đây có nghĩa là chậm an toàn nhưng khu vực chúng ta phải đi nhanh về công nghệ cứ thấy mấy bố này live stream lên ở thành phố rồi mẹ tiệm đông lắm thì mẹ đông thì mới live stream mẹ khi mà ế có bố nào live stream không nhiều anh em mà ui giời ước nhiều anh em mơ. Anh em đừng có nghĩ ở đằng sau người ta là một cái há mồm ấy. Ở sau là một cái tính toán ấy, mẹ không bao giờ được ngủ ấy.
Này thì mặt bằng giá chát. Chát xít. Này thì nhân công, này thì tiền quảng cáo, này thì tiền kế toán, này thì tiền vân vân. Đừng có nghĩ rằng nó úp lên một phát chúng ta thấy đông là chúng ta mơ và ước. Chưa chắc là kiếm tiền bằng ở quê. Tôi nói cho các bạn, nếu ở quê các bạn làm ăn thành công. Trồng rau, mẹ nuôi cá, mẹ trả nợ ngân hàng không kịp. Đúng rồi, anh Bi Nguyễn. Chứ anh em mình ai, ông nào cũng có cái đầu. Ông nào không muốn giỏi. Ông nào không có tính toán. Quan trọng là đời nó có lộc hay không mà làm chứ. Bản thân em của tôi đây, mẹ mấy thằng đây nó mở tiệm Sài Gòn chết lên chết xuống đi. Mẹ dọn tiệm đi liên tục đây. Riêng cái dọn tiệm không ấy, bởi vì chúng ta chúc không được, dọn không một phát là chúng ta biết lỗ rồi. Lỗ rồi. Dọn phát thứ nhất, dọn phát thứ hai nữa là rồi, chán. Phát thứ nhất dọn không thành công, phát thứ hai nữa không thành công nữa là chán, lui bờ. Ra với trai, quê nhà làm ăn. Cứ đừng có nghĩ rằng ở quê chúng ta kiếm 1 triệu, ở thành phố kiếm 3 triệu là ngon nhá. 3 triệu á, ai bảo ngon hơn 1 triệu. Ngon hơn là người ta kiếm được 6 tờ Fulime, ở quê kiếm được có 2 tờ, nhưng chi phí bao nhiêu? Mặt bằng ở quê vị 4 5 triệu. Ở thành phố thì 30 củ. Lính đắt đỏ, tiền lung tung cả. Không thấm vào đâu. Dễ kiếm được 3 triệu á. Một con xe mang vào dễ kiếm được 3 triệu. Thời buổi bây giờ không có dễ ăn như ngày xưa. Tiệm nhiều. Trên mạng. Công khai. Ai ai người ta cũng lướt web. Người ta biết hết. Ngày xưa ấy, thì dễ đớp. Bây giờ thì khó đớp ấy. Bây giờ thợ ra nhiều. Đúng không ạ? Đăng trên mạng quá trời hết. Đó. Alo. Rồi. Đấy, nên anh em chúng ta phải có tính toán cái nghề này, cố gắng vươn lên để thoát lại, thoát ra cái cảnh nghèo khó, đi lên cuộc sống nó sung sướng. Tuấn chỉ biết là mong, cầu mong, chúc cho toàn thể những anh em mình đang còn đang khó khăn, cố gắng phát huy, cúng bái lộc ông bà tổ tiên phù hộ. Đấy. Ăn nên làm ra để cho chúng con thoát khỏi cái cảnh nghèo khó. Đấy, tài lộc đến với nhà. Đó là cái điều mà Đình Tuấn muốn chúc cho mọi người. Và luôn luôn sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Có sức khỏe thì chúng ta còn có tia hy vọng. Trừ khi những anh em nào lớn quá rồi. Chúng ta chỉ có cầm cự để có kiếm cơm thôi. Thì cái đấy Đình Tuấn không có bàn. Bởi vì cái tuổi lớn quá rồi. Lớn quá thì cái thời gian chúng ta để kiếm được tiền nó sẽ ngắn lại. Và lúc này mới gọi là tính toán. Ồ, alo, sao mình không đi sớm hơn vài năm nhở? Mình ước gì mình quay lại, mình trẻ lại với cái tuổi ngày xưa, để mình được học sớm hơn. Nó muộn rồi, không thể nào ước. Đó chỉ là một điều ước thôi. Bởi vì khi các anh ở cái tuổi nó khá là lớn, các anh cố gắng lúc đấy chỉ có đi kiếm tèn tèn hoặc là nó dư giả một chút xíu thôi để thành công khi ở cái tuổi khá lớn với một mình, một cửa hàng, mắt đã yếu đi, tay chân đã không còn chắc chắn nắm vững về cái nghề dầu nhớt này nữa thì sẽ không bao giờ giàu lên được. Dám cam đoan luôn, cam đoan mọi người điều đó. Một mình một ngựa chạy, không chung chạ, không thuê vả thì không bao giờ đi lên được. Đó. Bởi vì sức con người chúng ta có hạn. Không có thể nào một ngày chúng ta phải cứ cày lục đục ôm tất cả những dàn xe đó được. Thì chúng ta phải thuê thợ, thuê lính và số lượng xe phải có để chúng ta mới thu nhập vào, chúng ta mới chi ra được. Đó. Còn bây giờ một mình mà nhiều quá thì ôm không xuể, mà thuê lính về nhà ế thì chúng ta phải trả lương. Lính nó cũng chán, không có việc làm, rất khó. Nên anh em hãy cố gắng trân trọng quý giá nhất những cái gì tinh túy nhất chúng ta đang làm được ở khu vực mà thợ đang còn yếu, ít công nghệ,
hãy chịu khó phát triển đi lên nhanh, đừng để chậm trễ. Còn tình trạng này xảy ra 2 năm nữa là FI lan tỏa bất kỳ một con ngõ con đường nào, ai ai cũng làm được, dù ông già chống gậy nếu đam mê cái nghề này. Quan trọng là làm được nhiều hay được ít. Thời gian cho phép chúng ta không còn nhiều, chúng ta phải tăng tốc ở trạng thái chạy đà ở khu vực. Rồi lúc đó ở cái tuổi khoảng 40, 45, chúng ta làm cái việc nhẹ nhàng hơn là làm những con xe có quyền để chúng ta lựa chọn. Bây giờ nhiều lúc anh em không có quyền lựa chọn, thì lúc đó chúng ta có quyền lựa chọn xe khách VIP, khách quen, những con xe ga, xử lý những ba bận khó, xử lý những vấn đề đó. Còn những việc vặt vặt bỏ qua. Còn bây giờ cái gì cũng làm, chặt xít, tăng xít, vá lốp, thay ruột, cái gì đôi bàn tay chúng ta cũng làm được hết. Bởi vì chúng ta đang còn khó khăn. Sau này các anh có thể quyền lựa chọn để là gì? Về đích rồi riu 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 để hưởng thụ. Còn bây giờ lao tâm lao lực thì sức khỏe nó yếu rồi, nhăn đi lắm, qua thế giới bên kia ngay. Qua thế giới bên kia lại mở tiệm tiếp. Lại còn phải ngô si, ghi sổ nợ. Rồi quay mặt lại, xin chào toàn thể anh em một lần nữa. Tuấn xin phép được kết thúc livestream đây, về tắm rửa cái đã anh em ơi. Ăn miếng gì đó, mệt quá. Mệt quá mà giọng nói từ đấy cảm thấy nó ok là được rồi. Hẹn anh em ngày 26 nhá. Ok, cố gắng. Anh em nào còn trẻ thì cố gắng bứt tốc. Những anh em nào lớn tuổi rồi thì cũng cố gắng. Cố gắng hơn nữa đi các anh. Tất cả chúng ta chỉ là cuộc sống mưu sinh, chỉ làm em qua những cơn đói hàng ngày. Dù chúng ta có cha hay có mẹ đi nữa, còn đi nữa thì chúng ta phải cố gắng, bởi vì đằng sau còn có con nhỏ, còn có những người thân, luôn luôn người ta phải cần vào đôi bàn vai của những anh em mình, đàn ông trụ cột trong gia đình, để người ta có một cái nơi nương tựa. Khi nào anh em chúng ta không còn hơi thở và chút hơi thở cuối cùng nữa thì chúng đó chúng ta sẽ không còn gì mà phải ân hận với những người ở phía sau, bởi vì chúng ta cố gắng hết, không may kiếp người mà đấy, không còn nữa thì chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi này. Còn bây giờ chúng ta còn sức khỏe, chúng ta hãy tận dụng, đừng bao giờ chơi bời những cái phút mà chúng ta còn sức khỏe. Đừng vì những bạn bè, những cái rủ rê, những cái chầu nhậu nó không đáng kể xảy ra, trừ khi nó đi làm ăn, cái công việc nó quan trọng, cần phải có giao lưu để giao dịch với đối tác, để có một câu chuyện ở trong cái bàn tiệc thì chúng ta nên làm. Còn bây giờ chúng ta là anh em mình thợ sửa chữa tre, thứ nhất là chúng ta không kinh doanh gì nhiều, chúng ta chỉ có làm sao để nuôi cho cái khối phần mềm của mình là con chip chủ trong này, nó đặt nạp nhiều dữ liệu, là được nạp nhiều chương trình hay về FI, để ngày mai có những cái bài hay phổ biến cho khách hàng và làm ok, và chúng ta có được đồng tiền khách hàng mang lại thả vào túi. Đó là cái tuyệt vời nhất mà Tuấn muốn chia sẻ cho mọi người. Đừng bỏ lỡ những cơ hội, đừng bỏ lỡ những cái tuổi thanh xuân, hay là bất kỳ những anh em nào trẻ hay là lớn, đừng vì những cuộc ham chơi. Hãy chọn bạn để mà chơi, đừng bạn nào cũng chơi, bạn nào ới một cái alo cũng đi. Nhiều lúc mất công việc, thứ hai là mất khách. Cái nghề này dễ mất khách lắm, bởi vì chúng ta bỏ bê công việc. Bởi vì bản thân tôi ngày xưa cũng vậy mà, tôi bỏ bê liên tục thì đương nhiên tôi sẽ mất khách, bởi vì người ta đi ồn, người ta bảo hàng tay ga thì Tuấn này dạo này nó có tí khách đấy, nó nghĩ nó làm ăn được. Bữa nay mẹ đi vào tiệm nó chẳng thấy nó đâu cả, nó cứ bi ra để đó, nó giao cho mấy thằng lính làm quẹt quẹt, thì tự động những cái điều đấy vang tai đồn đi, chúng ta sẽ mất khách.
bởi vì gây dựng được khách hàng vào cửa hàng rất chi là khó. Nhưng thật sự để làm mất một người khách cực kỳ là dễ. Nên hy vọng rằng anh em hãy chu đáo cái khâu chăm sóc khách hàng. Càng nhiều khách thì chúng ta lại càng nhiều tiền. Xe càng vào nhiều thì anh em mình lại có lúa. Có lúa nhiều, vợ về nhà nó đếm, nó cười. Nó cười thì biết là vợ mình là cười. Thì tối anh em biết được cái gì rồi đúng không? Được cái gì nào? Thấy không? Anh em mình cho người vợ mình vui thì tối anh em mình được hưởng cái gì? Bởi vì người vợ mình cũng có tinh thần thoải mái, đúng không? Còn bây giờ cứ đi xỉn, về nhà tiền thì chẳng có, nằm bên người vợ mình gánh. Mẹ đã phà ra tàn mùi rượu với thuốc lá, mấy là điếu cày. Phụ nữ nào mà không chê bia, chê rượu, chê mùi thuốc lá thôi. Đúng không? Người ta, nhiều người phụ nữ nghe mùi rượu, mùi thuốc lá, mùi thuốc lào hôi, người ta đã chán rồi. Thì anh em mình sẽ không có thưởng. Đúng không? Còn bây giờ ok, tiền cảm thấy thoải mái, luyện cho cơ thể này cường tráng lên, mạnh mẽ lên. Thì cuộc đời này chúng ta sẽ nhận được điều gì? Đúng không ạ? Hãy ăn uống có tiền, bồi bổ sức khỏe vào trái cây, hải sản. Ăn vào sẽ có bờ vai cực mạnh. Để chúng ta gì? Phục vụ người vợ mình tốt hơn. Phục vụ cái đó phải cần có sức khỏe nha quý vị. Đấy, quý vị bây giờ cứ bây giờ có sức khỏe bao nhiêu, quý vị bây giờ cứ sửa hết xe. Xong rồi tí quý vị chiều làm xị rượu, xị bia. Xong tí nữa quý vị lên ngủ khe khe đó. Vợ đang chờ quý vị vào lúc 12 giờ tối nay. Chúc tất cả anh em và quý vị thành công. Hãy yêu 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 chị nhà nhiều hơn. Rồi clip livestream đến đây xin phép được tạm dừng. Xin chào, xin chào, xin chào. Vẫy tay chào nhau. Ăn ngon thịt bò hải sản nhiều nó mới gọi là sung mình. Em không biết anh em thì sao chứ em đây mà em nói suốt ngày. Em làm thì không làm tay chân nhiều thôi, nhưng mẹ sức của em nó đang gọi là ở cái tuổi vị thành niên đấy. Nó đang là ở cái tuổi 18 đôi mươi đấy. Nó rất khỏe. Bởi vì anh em nhìn thấy em không? Hôm nay cô vít cô yếc ngực này. Cái này là em chưa đi chơi gym nhá. Cái này em tập tạ thì anh em sẽ biết nó lên này. Hít em đẩy tạ thì mất công sợ nó sung cơ. Ơi. Được không? Nó sung mình sung mẩy. Thì đương nhiên nó sẽ không còn cái gì cảm thấy ô xì kê trong cuộc đời này nhiều. Đấy, dâu, đấy, dâu ria. Đấy, bạn trai đúng không? Cái này em mà ra ngoài đường em chải tóc lên em xịt phát. Em lên bộ đồ đi đôi giày em vuốt tóc một phát qua đây. Em thấy bẩn không đúng không? Ngày mai em ra thế giới di động mua iPhone trả góp ở 13 Pro. Nữa oai như ai ngay như có gì đâu. Xong em lại đi thuê con ô tô nữa, ngày 800 nữa em lướt. Quản bao. Thì cuộc đời này thì anh em hãy cố gắng. Có tiền thì phải lo cho sức khỏe. Sức khỏe quan trọng nhất cuộc đời này. Kiếm tiền mà không có lo sức khỏe vô tác dụng. Có thể để lại rượu ăn hết. Nhiều ví dụ cô vợ của chúng ta còn cái tuổi khá là trẻ ba mấy. Không thể nào ở mãi mãi được. May lắm thì 3 năm. Và bây giờ cuộc sống này chưa chắc 3 năm đâu nhá quý vị. Chưa được phát rỗ đầu tiên. Xong rồi. Thì lúc lấy tiền để làm gì? Nhé. Có nhiều lúc mà người yêu của vợ mình và người vợ mình yêu nhau, nhiều lúc thầm thì ý cái thằng đấy xấu không biết hưởng. Giờ nó để cho mình khối tài sản. Với con vợ đẹp thế. Bởi vì thằng đấy nó làm nhiều tiền. Nó cho con vợ mình đi làm đẹp. Rồi nó bích. Rồi cuối cùng thằng kia nó hưởng. Cuộc đời là vậy thôi. Còn hàng năm thì ok. Vẫn cho ông ăn cái giỗ trái cây đồ đầy đủ. Thì tôi vẫn hưởng thụ. Cuộc đời mất là hết. Còn người sống luôn luôn người ta phải hưởng thụ. Cái đau khổ của mất người thân, nó chỉ có kéo dài trong quá trình. Trong quá trình người phụ nữ đấy yêu mình, thì người phụ nữ đấy tùy theo một người phụ nữ hoặc là một bất kỳ một người đàn ông nào, ở đây không nói phụ nữ, mất công là chị, các chị em lại bảo là Tuấn là cứ chị biết là nói về đàn bà,
Nói về phụ nữ không nói về mới cánh đà mày râu của câu thì ở đây sẽ nói là đàn ông phụ nữ. Tùy theo hai người yêu nhau sâu đắm mặn nồng thì cái thời gian chúng ta kéo dài ở với nhau riêng tư lâu. Còn thật sự những người đàn ông hoặc là những người phụ nữ có cái máu mặt hoặc là cái gì đấy thì đương nhiên nó chỉ quá chưa qua một cái dỗ đâu. Nó bình thường chúng ta là 3 năm. Nếu mà 3 năm rồi là ok. Bây giờ cuộc sống này mẹ sống trình in đây mà nó còn đi lung tung. Ê, xung cơ làm vợ khó. Rồi, kiểu hay không? Tối nào cho quý vị cười sảng khoái là được rồi. À, cứ cười thoải mái. Rồi, tớ xin phép được off livestream tại đây. Cứ cười là được. Rồi, xin chào mọi người nha. Offline.